Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 5 chiếc xe. Đầu tiên là một chiếc Mercedes-AMG G63 nha. Đây. Wow, rất là giống thật nha các bạn. Mở cửa này. Đây. G63 này các bạn thấy không? 20G này nha. Ở đây có một cái lốp sơ cua này nha, đây. Yeah, wow, rất là đẹp nha. Ok. Xe thứ hai nào. Các bạn nhìn thấy không? Đây con pin cửa hóa nữa, sẽ cửa hóa nha các bạn. Cái này chạy bằng bánh đa nha. Yeah. Cái này là hạt của mình. Wow, là đèn nâu nha. Ok. Yeah. Tiếp theo đây là một chiếc xe bảo hộ cứu hộ này. Đầu lên được luôn nha. Đây cái chỗ này để hạ xuống cho xe đấy nha các bạn. Mình bọc vào đây này. Nghe khởi động này. Wow. Đèn đảo luôn nha. Ok. Đó là một chiếc xe tiêu đổ nha. Cái này có thể nâng được đấy nha các bạn, nâng lên để đổ đất đá nha, để mình bấm luôn. Yeah. Rồi, chiếc xe cuối cùng là một chiếc xe Cebu đây. Wow, bạn biết xe gì đâu? Một chiếc xe trôn bê tông nha. Đây, bô nó xoay được luôn này. Rồi ok. Bye cảm ơn lắm nghe. Màu đen này. Ok. Bye.